hello xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của lat nha à, thì uh, năm cũ đã qua năm mới lại đến rồi à, thì chúc mọi người uh, những cái uh, xui rủi nè những cái không may mắn những cái bệnh tật uh, những cái không vui nó sẽ đi theo năm cũ còn năm mới thì chúc mọi người có một cái năm hạnh phúc nè uh, gặp nhiều may mắn nè uh, sức khỏe thì dồi dào nè à, thì uh, dạng sự như ý tất cả những cái gì mong muốn thì như ý của mình hết nha bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 319 được mang tên là bức hữu động của bộ truyện thế giới Hoàng mỹ tác giả Thần đông diễn đọc lát Chay chúc mọi người nghe truyện vui vẻ thì ở tập ngày mai là ngày 2 tháng 1 thì có thể nó sẽ ra à, hên xui à, lát tranh thủ à, tại vì ngày mai à, có lát hơi bận tí xíu à, ngày 2 tháng 1 là ngày sinh thần của lát có thể lát à, lưu bu một số việc mà lát hơi trễ tí xíu nha Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người Vì vực có trảm lông giả, chuyên môn quan sát chiến trường để nhận biết những người mạnh mẽ hoặc là tu sĩ trẻ tuổi có tiềm lực to lớn nếu mà phát hiện ra thì lập tức ám sát thực thi chém giết thạch thảo rút ra một thanh vũ khí kỳ lạ đó là một chiếc vẫy được lấy từ trên chiếc thuyền cổ màu đen nhúm đầy máu chính là một chiếc vẫy rồng hắn từng nhớ đại trưởng lão xem qua và vững tin đây chính là vẫy ngược của chân lông là chí bảo kinh người ẩn chứa khí sát phạt không gì sánh được thế nhưng trước giờ hắn vẫn chưa hề kích thích qua cái thứ này rồng sẽ có vảy ngược nếu chạm vào tức nộ. Chiếc vảy này không thể chạm nhẹ được, không chê pháp khinh nhần. Hiện tại Thạch Thảo chuẩn bị xem nó như là vũ khí, thử nghiệm việc kích hoạt để đại khai sắc giới. Nhưng sự tình cũng không hề gây go tới mức này. Lúc này con thú hung hăng xung phong tấn công lại gần thì trên vòm trời chợt vang lên âm thanh của dây cung. Vù một tiếng, một cái mũi tên sắt tựa như là từ trên trời lao tới, nhanh như tia chớp, tựa như là một luồng tiên quang vĩnh hằng quá khủng khiếp bắn nát hư không. Phục một tiếng, máu tươi tung tóe, con quái vật đầu voi thân sư tử liền bị xuyên thủng đầu lâu, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân thể hóa thành một đám mưa máu. Đây là một con thú khổng lồ cao mấy vạn trượng, cứ như vậy bị một tên bắn chết. Tiếp đó mấy con hung thú khổng lồ cũng bị trúng tên và nổ tung ở trên bầu trời. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, nơi đó có một người đàn ông trung niên tay cầm cung lớn, thân sắc bình tĩnh, chuyện vừa rồi tựa như rất đổi bình thường. Nên biết rằng mấy con hung thú khổng lồ vừa nãy đều là trảm ngã cảnh, kết quả lại bị hắn giải quyết như vậy. Là hắn là một trong thập đại thần tiễn trong đế quan. Có người kinh ngạc thốt lên. Thần tiễn vô sông. Rất nhiều người thán phục tiếp đó là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thạch thảo kinh ngạc, hắn từng gặp qua người này. Lúc vừa mới vào đế quan thì thấy qua cái người này đang luyện tên. Mỗi tên bắn ra về phía vực ngoại, có người nói mỗi tên đều có thể bắn nát một ngôi sao. Hiện tại đã được nghiệm chứng qua rồi. Hắn bắn chết hung thú trảm ngã cảnh tựa như nhắm vào những con bò dê bằng giấy vậy. Lực sát thương quá lớn, cứ như vậy mà bắn nổ. Điệp ma giả! Bên phía dị vực có người nói nhỏ, lúc này con ngươi co rút nhìn chầm chầm thần tiễn thủ. Cũng tương tự như dị vực, dị vực có trảm lông giả thì bên phía cửu thiên thập địa có liệp ma giả, xuất hiện để chém chết những cái cường địch đặc thù bên đối diện. Hiện tại có người muốn chém giết Thạch Hạo nên bên phía Cửu Thiên cũng ngông nghênh đáp lại, săn giết kẻ ra tay của bọn họ. Đặc biệt, Liệp Ma Giả này chẳng hề bình thường chút nào, là một trong thập đại thần xạ thủ của đế quan, mà bản thân lại là nhân vật đỉnh cao thuộc đụng nhất cảnh, thực lực sâu không lường được. Tạm thời không nên giết rồng trong quần hùng, tìm dương giả cùng cảnh giới tới giết hắn cho ta bên phía dị vực có người phân phó dĩ nhiên rất kiên kỵ thần xã thủ kia nếu như không muốn bị đối phương trả thù thì cũng chỉ có thể tìm đường quang minh chính đại tìm một vương giả sắp xỉ cảnh giới tới đánh gục thạch thạo đại chiến vẫn tiếp tục toàn bộ chiến trường quá hùng vĩ khu vực này cũng chỉ là một góc nhỏ mà thôi nhưng nơi đây lại hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người một sinh linh màu vàng xuất trận sau lưng là cánh giả dạ xoa thân thể rất giống hình người thế nhưng lại rất là xấu xí toàn thân như đúc bằng vàng lan tỏa cảm giác đầy mạnh mẽ hoàng kim giả xoa dương tộc một dương tộc trẻ tuổi đầy mạnh mẽ ra trận còn cao quý hơn cả huyết thống của dương thú nữa bên trong chiến trường có người kinh ngạc thốt lên đây chính là vương tộc có tiếng tâm lừng lẫy vô cùng nổi danh của dị vực tộc này luôn luôn được xếp vào 15 vị trí đại vương tộc hồ chỉ là một tên nhân tộc mà cũng đáng để ta xuất thủ hả? Nhưng mà nếu ở trên đã có lệnh thì ta đành phải tới lấy đầu của ngươi vậy." Hoàng Kim Giả dạ xoa vụ giết tới. Nơi đây trở nên yên tĩnh, rất nhiều sinh linh rút lui, hình thành nên một cái vùng đầy đủ trống trải. "Hoàng Kim Giả dạ xoa tộc trước lợi hại hả? Cái được gọi là dương tộc thì ta cũng không phải là không có giết qua đâu." Thạch Thảo lạnh lùng nói như người mà cũng dám nấu khoát như vậy luôn sao? Dương tộc với ta thì dù chỉ cần một người thôi cũng đủ giết một đám sinh linh cùng cấp của các ngươi rồi. cái mà như giới ngươi gọi chí tôn trẻ tuổi gì gì đó cũng chẳng phải là đối thủ đâu. Hoàng Kim giả dạ Xoa trước tự phụ, âm một tiếng, hắn xuất thủ tấn công nhanh như thi chớp, nắm đấm Hoàng Kim đập sập thiên địa, chớp mắt đã tới trước mặt của Thạch Thảo. Thạch Thảo đón đỡ, cứ như vậy lấy cứng đối cứng nắm đấm vào nắm đấm vô lượng ánh sáng tuôn trào Rằng rắc âm thanh xương rạng truyền ra bên phía dị vực lập tức ồ vang hoang hô hoàng kim giả sa tộc đời sinh đã rất mạnh mẽ rồi dám dùng thân thể để đối kháng điếc không sợ súng mà chỉ một quyển là đã có thể đánh dỡ nắm đấm của tận nhóc kia rồi <laughs> nhưng mà tiếng cười lớn của những sinh linh dị vực kia trong nháy mắt im bặt tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì nhìn thấy hoàng kim dạ xoa đang run rẩy lão đảo thối lui nắm đấm của hắn đã biến hình cánh tay đầm đìa máu tươi không thể nào rất nhiều người kinh ngạc hét lớn cả người thạch thảo phát sáng vận dụng bảo thuật mạnh mẽ giết thẳng tới vả lại lần này hắn vận chuyển bất diệt kinh tựa như là thiên đế đang vung quyền đánh nát càng khôn vậy hắn liên tiếp vùng quyền tựa như là tia chớp đang dịch chuyển quá nhanh toàn bộ đều nên thẳng lên trên hai tay của hoàng kim giả xoa và người này chỉ biết nhắm mắt ngăn cản nếu không thân thể sẽ bị xuyên thủng ngay kết quả vài quyền hạ xuống thì cánh tay của hắn đã uốn lượn rồi nổ tung đồng thời giây lát sau thân thể của hắn rạn nứt rồi cũng nổ tung theo hai cánh tay của hắn không cách nào ngăn cản nổi toàn bộ sức mạnh được thân thể bị tập kích và nổ tung dưới sức lực cực mạnh này yên lặng như tờ người của vị vực đều nghẹn họng trừng mắt luôn luôn coi phía bên mình là chắc thắng kết quả lại bị đối phương ép cho nổ tung hát là ai vậy đây là người nào rất nhiều người hét lớn chỉ một con hoàng kim giả xoa mà thôi dù là dương tộc thì đã sao chứ dương giả trẻ tuổi mà thế giới các ngươi xưng tụng đều bị ta một hơi giết chết mười người chứ đừng nói chỉ là hạng người như ngươi thạch thạo lạnh lùng nói H hắn là Hoang Ta từng tới biên cương đại xích thiên Từng nhìn thấy hắn một hơi giết chết mười dương của giới ta Xa xa có bốn người vọt tới và nói như vậy h Là cái tên sát tinh trong lời động kia hả Hắn, hắn chính là quan thiệt á hả Bắt hắn lại cho ta Có người ra lệnh Cùng lúc đó bên phía cửu thiên thập địa Giữa bầu trời bay lên một phần thái dương Là vị thần xạ thủ kia đang đứng ngạo nghễ trong hư không cả người phát sáng là hộ đạo giúp thạch thạo cũng trong lúc đó sau khi đại kỵ sĩ ngồi trên thôn thiên thú đã đánh bại đối thủ thì cũng quay trở lại là hộ đạo giúp cho thạch thạo tiếp đó lại có hai vị đại kỵ sĩ vọt tới một người quát lớn dương giả trẻ tuổi của giới ngươi không phục thì cứ việc lại đây nhưng nếu muốn trảm long thì trước tiên phải qua cửa ải của chúng ta cơ đã nói không chừng chúng ta cũng muốn săn ma đó cái gọi là dương giả trẻ tuổi cứ lăn lại đây Thạch thạo tiến về trước rồi nhìn sinh linh dị vượt phía đối diện, vui mừng chẳng sợ, cứ như vậy khiêu chiến vương tộc mạnh mẽ kia. Đúng là hoang, hắn lại tới nữa rồi, lại gặp mặt ở trên chiến trường này rồi. Ai có thể ra tay giết hắn đây, vết thương ở biên cương đại sứ tiên tới bây giờ vẫn khó có thể nguôi ngoai được. Có sinh linh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chầm chầm trong chiến trường. Thạch hạo từng bước tiến về trước, quát lớn. Kỳ thực ta cũng muốn biết Cái gọi là cường giả trẻ tuổi đế tộc có dám trình diện hay không Đúng là hắn rồi <laughs> Không ngờ hắn cũng tới biên cương này Không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn đây Một vài sinh linh dị vực trẻ tuổi khác cười lạnh Một trận chiến ở biên cương đại xích thiên Thế hệ trẻ tuổi của dị vực đều đại bại Bị một người chém bay mười vương liên tục Loại chiến tích này khiến cho mỗi người cảm thấy nhục nhã chẳng chỗ dung thân Khi tin tức này truyền về giới một bờ khác thì đã khiến cho các tộc chấn động. Lại có người ngang ngược như vậy lại dám giết 10 đại cao thủ thuộc thế hệ trẻ tuổi của dị vực. Sao không khiến người khác giật mình chứ? Có thể nói, trong một năm này thì rất nhiều sinh linh thuộc thế hệ trẻ tuổi của dị vực đều đang hâm nóng người, đều kiềm nén một luồng khí giận dữ chờ đợi quyết đấu với người kia. Ngay cả một ít nhân vật lớn tuổi cũng biết tới chiến công ở biên cương Đại Xích Thiên, có cái nhìn hoàn toàn khác đối với chuyện thảm bại của đám đời sau mình. Có thể nói Thạch Thảo đã có chút danh tiếng nhất định trong dị vực. Không ít sinh linh từng nghe nhắc tới, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều coi hắn là địch thủ. Hiện giờ chân thân của hắn đang xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ dẫn tới náo động vô cùng lớn. Tệ khéo lắm, giết chết hắn, giải quyết hoàn toàn mầm hỏa này. Rửa sạch tháng ngày xuyến nhục ở Đại xích Thiên, chém bay đầu lâu của hắn ngay trong ngày hôm nay. Đối diện có không ít sinh linh gầm nhẹ, từng người nắm chặt nắm đấm, nóng lòng muốn thử. Các tộc dị vực đều rất hiếu chiến, đều coi là những chủng tộc chiến đấu vô cùng võ dũng. Những thế hệ trẻ tuổi sau khi nhìn thấy thạch hạo, không những không sợ mà còn muốn giải quyết hắn nữa. Đương nhiên, có ý nghĩ như vậy, dám đi giải quyết thì hầu như đều là vương tộc. Bởi vì tu sĩ bình thường đều hiểu rõ, nếu mình tới thì chắc chắn phải chết, chỉ có vương tộc mới đủ để chiến một trận thôi. Hư không uốn éo, một bóng hình nhanh chóng xuất hiện và đi tới phụ cận, đây là một con nhện to lớn cả người lấp lánh ánh bạc chiều dài tầm một trượng không phải quá mức khổng lồ thế nhưng lại rất khiếp người một con nhện to hơn người đang đứng ở trước mặt khiến người người sợ hãi ngân chu dương bên phía cửu thiên thập địa cũng có nữa thạch hạo nhìn chằm chằm nó đây là chủng tộc tự ý đầu quân hay là sau khi bị giam nhốt và thay đổi hắn biết trong lãnh địa của dị vực có rất nhiều khu vực sinh sống các sinh linh của cửu thiên thập địa bên này ví dụ như mạc đạo không hề khác biệt so với nhân tộc gì cả. Người chính là Hoang hả? Nghe đồn là thanh niên nhân tộc đã giết mười dương của giới ta sao? Ngân Chu Vương nói, tám chân chạm đất, ánh bạc lấp lánh tựa như là những khối kim loại đầy lạnh lẽo. Thà Thảo gật đầu. Vậy thì không vấn đề gì nữa, nạp mạng đi! Ngân Chu Vương rất quyết đoán, nhào giết tới, khu vực này vốn đang từ từ yên tĩnh lại thì bất chợt lại bị nổ tung lúc ngân chu vương đập tới trước thì cuồng phong thét gào các bay đá cuộn đại mạc liền sụt sôi đất cát ngập trời cuộn tròn tươi mười mấy vạn dặm chúng nhấn chìm cả trời xanh toàn bộ căn khung trở nên vàng ống đáng sợ nhất chính là vòng xoáy thần lực xuất hiện từng vòng xoáy màu bạc xé rách trời cao hồng nút thạch thạo vào trong ngân chu vương xuất thủ lại vận dụng ngay tới tuyệt học nó biết rõ thạch thạo rất đáng sợ nên muốn chiếm lấy tiên cơ hùng hổ để dọa đối thủ áp chế xuống hạ phong hồng tìm cơ hội giết chết thạch thạo vung tay phóng ra vô số lông chim vàng ống đó chính là lông cung bằng chúng hóa thành từng cái mũi tên thần bắn toàn bộ vào trong cái vòng xoáy màu bạc ấy việc này tựa như là hoa lửa phủ hết nồi chảo trong nháy mắt ánh lửa bùng cháy ánh vàng cùng cánh bạc nổ tung và đốt cháy nơi đó hư không sụp đổ sóng cát cuộn rào đại mạc như biến thành đại dương dưới sự ảnh hưởng của thần lực không ngừng sôi trào rất nhiều làn sóng bụi cát đánh thẳng về thiên ngoại toàn bộ những tầng mây đều phá tan thiên la địa giống. ngừng chu vương hét lớn nó không dám bất cẩn chút nào vận dụng thần thông mạnh nhất của bản thân ở xung quanh hình thành nên một cái gợn sóng và khuất tán ra ngoài là một tràng vực vô cùng kinh người Đồng thời nó không ngừng phun ra các sợi dây thần lực giao hòa cùng với những gợn sóng đó xây dựng nên một cái mạng nhện to lớn. Một chiếc lưới bát quái che kính trời cao bao phủ về phía thạch thạo tuyệt diệt sinh cơ, câu lấy hùng phách vô cùng khủng khiếp. Không xong rồi! Dù là cách trước xa nhưng cũng có một số người đang đứng xem không cách nào chịu đựng nổi. Nguyên thần không tự chủ được chợt xuất khiếu và hút vào bên trong cái chiếc lưới lớn đó. Luyện hóa nguyên thần của người khác Yeah. Có người kêu thảm thiết chết ngay đương trường Đã bị chiếc võng ấy nuốt lấy nguyên thần Chết vô cùng thê thảm Việc này khiến người khác kinh ngạc Cùng nhện này thật là đáng sợ mà Tâm lý lớn màu bạc đó từ từ hạ xuống Rộng lớn bao la Khiến thạch hạo không cách nào tránh né được Che phủ hắn ở bên dưới Không phải thân thể của ngươi rất vô song hả Ta hút lấy nguyên thần của ngươi Luyện hồn pháp của ngươi Ngân Chu Vương hét đầy giận dữ địch thủ đã bị chiếc lưới lớn che khuất thì có ý nghĩa rằng nó đã thành công. Bởi vì địch thủ trước này của nó chưa từng có ai có thể chạy thoát từ trong cái lưới ra cả. Thạch thạo đứng yên chẳng hề nhúc nhích, thế nhưng tràn vượt xung quanh của hắn cũng không biết đã mạnh mẽ bao nhiêu lần, đồng thời mây đen ở trên bầu trời trở nên dày đặc, lôi điện sèn sẹt. Lôi điện như thác nước từ trên trời trút xuống, đây cũng không phải là sấm chớp bình thường, nó mang theo từng tia khí hỗn độn vô cùng khủng khiếp, chấn động lòng người. Đồng thời mưa lớn xối xả, sấm vàng chớp giật, cảnh tượng dọa người. Thả thảo vận dụng bảo thuật lôi đế đồng thời phóng ra một cái thức vô cùng mạnh mẽ, dùng lôi kiếp để quét ngang thiên địa, cọ rửa càng khung. Trong nháy mắt, cái được gọi là mạng nhện có thể luyện chết chư hùng hư đạo cảnh chợt hóa thành tro tàn, toàn bộ tan nát và tiêu tán. Yeah! Ngân Chu Vương hét thảm bởi vì nó đang bị từng luồng thi chớp to lớn như núi bắn trúng, cả người cháy khét gần như nổ tung. Một vị vương giả chết đi vả lại còn lại nhanh như vậy nữa, khiến cho phía dị vực chợt im bặt lại. Cũng giống như hoàng kim giả dạ xoa vậy, tương đương với 200 cái độ người. Thạch thạo lẩm bẩm, nghe tới lời nói này chợt một đám sinh linh phía đối diện đều trợn mắt. Hey! Hay, hey! quá hay! hay, Bên phía cửu thiên có người ăn mừng, Đúng lúc này thì trên bầu trời xuất hiện một ngón tay hoàng kim ép sụp thiên địa, nó mang theo một ít sao băng rơi rụng nhanh chóng ép về phía Thạch Hậu. Cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp, một đầu ngón tay này tuyệt đối có thể ép nát mặt trăng, ngón tay vàng ống khổng lồ tựa như cây cột chống trời, âm thanh ầm ầm đầy điếc tai. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, vị cường giả này đang ngồi trên trời xanh, tuyệt đối mạnh mẽ không gì sánh được, lúc này đang xuất thủ giết chết Thạch Hậu. Ngón tay này quá to lớn, cả dãy núi sẽ là quá nhỏ bé nếu so sánh với nó. Mười Đại kỵ sĩ ngồi trên thung thiên thú hét lớn rồi phóng người lên trên, rơi khỏi tọa kỵ của mình. Tay cầm thanh giảng vàng ống đánh về bầu trời. Trong giây lát, thanh giảng vàng ống phóng to nghênh tiếp đòn đánh của đối thủ. Lôi âm đại đạo vang vọng, ánh sáng của vô số phụ văn xông tới tận trời cao trong thiên địa hừng hực ánh sáng lấp lánh ngón tay vàng ống kia biến hóa thành một cái bàn tay vàng ống che kín cả trời xanh tất cả mọi người không cách nào nhìn trực diện được quá chói mắt thanh giản vàng ống bổ trúng bầu trời và va chạm với cái bàn tay vàng ấy thương khung xé rách trong ánh mắt dãy nảy của mọi người thì từng ngôi sao nhỏ ở vực ngoại vỡ nát và rớt xuống không phải người của vị vực rất võ dũng rất thiện chiến thích quyết đấu dương giả sao hôm nay sao lại làm như vậy Đại kỳ sĩ cầm thanh giảng vàng ống trong tay rồi lạnh lùng nói Các tộc của dị vực rất hiếu chiến, vô cùng võ dũng, được gọi là chủng tộc chiến đấu Thế nhưng hôm nay lại có đại nhân vật muốn trực tiếp ra tay xóa bỏ lấy thạch thạo Hiển nhiên đã nhìn ra được manh mối, cảm thấy hắn là một uy hiếp cực lớn trong tương lai Cũng không phải là cuộc chiến đấu của các hàm nhân, chú trọng quan sát nơi xa trường Bình đối bình, tướng đối tướng, chúng ta đều là tu sĩ, đời nào có điểm đặc biệt đó chứ Giữa bầu trời xuất hiện một vòng thần màu vàng, một sinh linh đầy mạnh mẽ được bao phủ bên trong. Đây là một cường giả thuộc cảnh giới độ nhất đỉnh cao, hắn đang liếc nhìn xuống bên dưới. Bên phía cửu thiên, đáp trả lại là tiếng xé gió của thần tiễn, liên tiếp bốn mũi tên hóa thành bốn cái luồng cầu vòng đáng sợ lao thẳng vào phía dị vực. Tổng cộng có bốn sinh linh mạnh mẽ hét thảm, cơ bản không cách nào tránh né được, cả người đều nổ tung, thường cốt chẳng còn vì thần tiễn bắn trúng. Bọn họ đều là vương tộc, đều là cao thủ có tiềm lực, kết quả bị người kia giơ tay giết chết. Chính xác, người ra tay chính là một trong thập đại thần xạ thủ của đế quan. Sắc mặt của hắn đầy lạnh lùng, nói Đã như vậy thì ta cũng không cần thiết bội phục sự võ dũng của vị dị dực nữa. Săn bắt ba bắt đầu, mà kệ hắn là tép hay là cá sấu lớn, thích là giết thôi. Sinh linh dị vực biến sắc, Mấy vị thần xạ thủ trong đế quan này chính là kẻ địch mà bọn họ sợ nhất, tựa như là một cơn ác mộng trong chiến trường này, không thể tránh thoát được. Nhưng mà sinh linh đỉnh cấp dị vực cũng chẳng hề thỏa hiệp, vẫn ngông nghênh như trước. Liên tiếp có ba bóng người lao tới, đồng thời cũng có một mũi thường tiễn đen thui bắn về phía thạch thạo. Bên phía cửu thiên, thần xạ thủ dương cung bắn ra, dùng tố mãnh liệt. Xích thần trật tự đầy trời ngăn chặn và đánh nát mũi tên đen ấy, Đồng thời bên phía cửu thiên này có vài vị đại kỵ sĩ xuất hiện và đón đánh ngăn cản lại vài đại cao thủ dị vực. Bầu trời lập tức nổ tung. Hàng loạt quy tắc xuất hiện, ráng lành hàng vạn lan tỏa trong thiên địa. Loại năng lượng này quá mênh mông. Giết! Yeah! Thần xã thủ tới từ đế quan hét lớn, không ngừng dương cung. Kết quả chỉ trong thời gian ngắn thì đã có mảng lớn người bị bắn thành xương máu, cảnh tượng đầy đáng sợ. <laughs> đám nhát gan của dị dực các người rất sợ chết không dám đơn độc chiến một trận Lùi kéo đám lão quỷ ra tay đánh giết sợ đồ sao <laughs> bị hoàng chém nát lá gan ở đại xích thiên rồi sao thế hệ trẻ tuổi dị vực không một ai dám chạm trán chỉ có thể núp ở phía sau cái gọi là chủng tộc chiến đấu ta khinh nếu gọi là chủng tộc vô năng thì cũng tạm tạm đó bên phía cửu thiên có người chế nhạo Thế hệ trẻ tuổi của dị vực tức giận, bọn họ tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng không thể không nói rất là võ dũng hiếu chiến. Đây là thiên tính ẩn ở, ở trong xương, chịu không nổi đã kích này. vả lại bọn họ vốn không có nhờ nhân vật lớn tuổi động thủ, mà là bọn họ tự mình tới giết chết hoang. Xin mấy vị lão tổ hãy dừng tay lại, chúng còn nguyện ý tới cắt lấy đầu lâu của hoang, rửa sạch sỉ nhục ở đại sách thiên xin lão tổ hãy thành toàn nếu như không thể chiến một trận công bằng không cách nào tiêu diệt được khoan thì thế hệ trẻ tuổi chúng con sẽ cảm thấy rất xấu hổ vĩnh viễn không thể nào tẩy rửa sạch cái nỗi ô nhục này có mấy người đồng thanh hét lớn thỉnh cầu về phía lão tổ của mình giữa bầu trời Vài sinh linh dị vững đang chiến đấu chợt nhíu mày lộ ra vẻ không vui vừa nãy bọn họ rất muốn giết ngay thạch hạo không nghĩ rằng nơi này lại có vài người hộ đạo giúp cho hắn đều là nhân vật đỉnh cấp cả Bọn họ nhìn ra được tiềm lực của Thạch Thảo rất là đáng sợ, giữ lại hắn thì chắc chắn là mối họa trong tương lai. Nhưng mà thế hệ trẻ tuổi bên mình lúc này lại kích động như vậy, từng người tỏa ra dũng khí kinh khủng, nếu như không đồng ý thì sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí ngay. Đồng thời bọn họ còn cho rằng, cửu thiên thập địa chắc chắn sẽ bị diệt, hiện giờ chỉ vì một tên tu sĩ nhỏ bé lại hưng sư động chúng như vậy mà chẳng hề để ý tới cảm nhận của giới trẻ tuổi, quả thực là không tốt. Bởi vì bọn họ tin chắc bên phía mình chắc chắn có cầu thủ trẻ tuổi đủ khả năng đánh chết hoang. Mấy vị cường giả cấp cao của dị vực lùi về sau không còn ra tay nữa. Đại mạc vô ngần, đại chiến không ngừng mà khu vực này chỉ có một góc nhỏ của chiến trường thôi. Nơi khác vẫn đang máu chảy thành sông, chém giết khắp nơi. Thế nhưng động tĩnh của nơi này cũng đã gây nên sự chú ý của những người nơi khác rồi. Lần này có thế hệ trẻ tuổi kinh diễm nhất của giới ta tới biên hoang không vậy? Một vị lão tổ của dị vực hỏi rất nhiều người lắc đầu tỏ ra vẻ không biết Thế hệ trẻ tuổi Thập đại cao thủ dương tộc Mạnh mẽ nhất có người nào tới đây không vậy Hình như không có Không, có Võ Thiên Dương xếp hạng thứ 4 Có khả năng là tới đây đó Có người nhỏ giọng đáp Dị vực, chỉ những cao thủ vương tộc Đứng trong 10 vị trí đầu của thế hệ trẻ tuổi Thì mới có thể gọi là Thiên Vương Thạch Hạo từng giết một vài vương tộc dị vực Thế nhưng vẫn chưa từng tranh hùng qua Với Thiên Vương lần nào Ngoài ra những người được gọi là thiên vương đều từng được bất hủ chỉ điểm, mạnh mẽ tuyệt đối. Mỗi người khi tới một vực thì sẽ vô địch cung cấp, có thể quét ngang quần hùng. Cường giả đang ẩn bên trong vòng thần vàng ống gật đầu rồi nói. Được, là võ thiên dương xếp hạng bốn hả? Ta biết hắn, rất đáng khen. Gọi hắn tới đây để hắn giết chết cái người trẻ tuổi được gọi là hoang kia. Kèn lệnh được thổi lên, phía xa vùng đất trung dãy màu đỏ thẫm lan tỏa thiên địa đều trở thành màu máu rất rõ ràng từ nơi rất xa phát sinh chuyện dị thường còn đáng sợ hơn nơi này nữa chiến trường quá rộng lớn nên được chia làm rất nhiều khu vực ở vị trí đó rõ ràng cũng đang phát ra sóng năng lượng vô cùng kịch liệt dẫn tới sự chú ý của mọi người tiếp đó ánh máu ngập trời vọt lên phá tan bầu trời quá khủng khiếp thời gian ở nơi đó tựa như bị cắt đứt Đại trận, đại trận tuyệt thế khởi động rồi Rất nhiều sinh linh dị vực hét lớn Dù là đám thạch thạo đứng nơi này cũng nghe được tiếng hoang hô rung trời Tất cả đều biến đổi sắc mặt Linh cảm tới có đại sự không ổn rồi Hay, trận pháp này đã hoàn thành rồi sao <laughs> Sinh linh được cái vòng thần vàng ống bao phủ cười lớn Thiên địa chấn động rung rẩy ầm ầm Thiên địa đang bốc cháy Rất nhiều ký hiệu lao vút từ dưới đất lên trên ở nơi xa tất cả đều đồng loạt lan tràn lên trời cao. Ở nơi đó, dị vực đã xây dựng công trình rất là vĩ đại, bọn họ đang bố trí và kích hoạt đại trận để lật đổ thiên uyên, thử nghiệm việc phá hoại nhằm giúp bất hủ tiến vào. Nếu như có thiên uyên chặn ngang thì sinh linh bất hủ không cách nào vượt qua được. Huyết quang phủ đầy trời xung kích về những ngôi sao trên thương vũ. Từng ngôi đại trinh bị dập tắt, có thể thấy được sự khủng khiếp của đại trận này ra sao rồi. Phù văn này hóa thành bão táp bên trong xuất hiện hàng ngàn hàng vạn bóng mờ của các cổ thú. Đó chính là vạn linh đang không ngừng sọc ngược lên trên thiên uyên. Đã thành công rồi sao? Dù chỉ cần phá hoại một chút xíu thôi và có thể giúp mắt hữu giả của giới ta tới đây, dù chỉ một người thì cũng đủ phá tan đế quan rồi. Có sinh linh dị vực đang cầu khấn. Thiên uyên chấn động. Ánh máu trùng thiên vừa tiến vào trong thì liền tạo nên tác dụng. Hay! một vài đại nhân vật của dị vực hét lớn bỗng nhiên cả vòm trời rung chuyển bên trong càng khung vang vọng những âm thanh tựa như biển gầm hết thảy ánh máu đều lu mờ đại trận tuyệt thế trên mặt đất bắt đầu tan rã và âm nó nổ tung vào lúc đó tựa như là một cuộc tai nạn lan tràn ở khu vực ấy đã không biết có bao nhiêu sinh linh chết oan chết uổng Thống lĩnh của dị vực hét gào, bởi vì một vài trận kỳ quý giá nhất đều tan vỡ, cùng với vô số vật liệu quý báu bị Thiên Uyên nuốt sạch. Trời gì? Bọn họ muốn tranh đoạt, bởi vì có một vài vật liệu rất là quý giá, là các loại tiên kim là do những sinh linh bất hủ nén nhịn đau đớn đưa ra. Về phía những nhân vật vô thượng này thì đều là báu vật cả. Đáng tiếc là sau khi Thiên Uyên nuốt sạch thì không thể phun ra nữa. những người kia hét lớn vừa nãy là bọn họ chủ trì đại trận này thế nhưng hiện tại ngay cả bọn hắn thiên uyên cũng hút lấy muốn nuốt sạch bọn họ kêu to bình thường thiên uyên sẽ không hút sinh linh nếu như phát uy thì cũng chỉ nhằm vào những bức hủ giả mà thôi nhưng hôm nay ngay cả bọn họ mà cũng muốn tiêu diệt sao xem đại trận pháp vẫn có tác dụng nhất định khiến thiên uyên phát uy ngay cả người như ta mà cũng không buông tha một sinh linh tuyệt vọng nói Lúc này thì phương hướng dị vực chợt của người xuất thủ, không phải ở trong đại mạc mà là ở phần cuối cực hạn của thiên địa, từ cách xa vô tận vẫn khiến người khác cảm nhận được một luồng ý lạnh nghẹt thở. Lúc này không cần nói những người khác mà ngay cả những đại tu sĩ đụng nhất cảnh cũng nổi cả da gà. Bất hủ giả Mọi người đều sợn cả tóc gáy, loại nhân vật đó thực sự là ra tay rồi sao? Một chùm sáng màu đen vọt tới hồng tiến vào trong chiến trường, càng muốn tiến vào trong thiên uyên để cướp lấy tiên kim cứu viện mấy vị thống lĩnh kia nhưng vào lúc này thiên uyên phát sáng hoàn toàn khác xưa bên trong là từng ngôi đại tinh chuyển động cùng với vô số luồng hỗn độn buông xuống tiên quang chiếu rọi khắp nơi chùm sáng xung kích lại đây cơ bản không thể nào tới gần sinh linh khác được và cũng không thể đoạt được các loại tiên kim cứ như vậy bị thiên uyên hút vào trong đồng thời vào lúc này ở nơi phần cuối thiên địa có truyền tới tiếng gào thét khiến cho ngay cả linh hồn của tu sĩ đỗng nhất cảnh cũng phải run rẩy tất cả mọi người như rơi xuống địa ngục. Viễn không, một cây kích ngắn đen kịch như mực cứ như vậy tiến vào trong vực sâu, bị hút lấy, biến mất và không còn đi ra nữa. Trời ơi, đó là binh khí của bác khủ, lại cứ như vậy bị hút vào trong rồi kìa. Mọi người kinh ngạc tới mức ngây người. Phía cuối thiên địa, tiếng hét giận dữ chấn động cả bầu trời. Hiển nhiên sinh linh kia tức giận tới cùng cực, thế nhưng chỉ biết bất đắc dĩ rút lui thôi. Đó chính là binh khí của bất hủ giả khải dân Vừa nãy là hắn ra tay Lại bị mất đi chiến kích rồi Có người thuộc dị vực rung giọng nói đầy sợ hãi Ngửa đầu nhìn về phía thiên nguyên Tất cả mọi người đều run sợ trong lòng Ở phần cuối có thứ gì Sao lại có thể khiến bất hủ giả không dám tới gần Dù là chỉ một đòn vượt giới Mà đã bị hút lấy binh khí rồi Sau cuộc ẩm à ý cả chiến trường rơi vào im lặng Đại quân của sông Phương đang lùi lại Chứ không tái chiến nữa bởi vì chuyện tình phát sinh vừa nãy quá kinh người ngay cả bất hủ cũng đã phát động thế nhưng vẫn phải bại lui, binh khí rơi mất. Lúc này không một ai nhìn thấy mười mấy bóng người ngồi đối lập với nhau, mỗi người ngồi mỗi phương trên trời cao. Một bên là Mạnh Thiên Chính cùng với hai ông lão khác, tay cầm các món tiên khí như là tấm vải quấn tiên vương, thập giới đồ, cửu hoàng lô, kèn lệnh chân lông. Trong tinh vực, ánh sao lưu chuyển, ống ánh vô cùng. Ở phía tinh không đối diện lại có 12 ông lão dị vực ngồi xếp bằng, từng bóng người mơ hồ khí thức khủng khiếp dọa người chẳng hề yếu hơn đại trưởng lão mạnh thiên chính việc này tạo nên sự so sánh bấp bênh bên đế quan chỉ có ba người mà đối diện lại phát động tới 12 người 12 ông lão của dị vực bọn họ không hề cầm nắm pháp khí bất hủ nào nếu không sẽ bị thiên uyên hút lấy mà chỉ cầm lấy món tiên khí là túi càng khôn thôi nó hoàn hảo vô khuyết đã từng thuộc về cửu thiên năm xưa đã bị đoạt và thất lạc ở dị vực vả lại mấy năm trước túi khàn khôn này từng quyết đấu qua với thập giới đồ. Ngoài ra trong tay bọn họ còn có hai món tiên khí không trọn vẹn. Song Phương vẫn chưa giao thủ, thế nhưng vẻ đối lập này còn đáng sợ hơn cả chém giết. Một khi ra tay thì tức sẽ kinh thiên động địa, khả năng sẽ phân sinh tử ngay. Bên trong đại mạc đang chém giết, trên trời cao thật ra cũng có những nhân vật khủng khiếp đang lâm le nhau. Đi thôi, vẫn chưa tới thời điểm cuối cùng mười mấy ông lão của chị vực đứng dậy cẩn thận đề phòng rồi sau đó từ từ lùi lại tiếp đó biến mất chẳng còn thấy tâm hơi Ôi, con đường này quá gian nan ta linh cảm tới bến cột không còn xa nữa rồi đại trưởng lão mạnh thiên chính than nhẹ bên trong đại mạc một thanh niên màu bạc được người khác tìm thấy và mời tới một khu vực để nghinh chiến hoang người này chính là võ phong được mệnh danh là thiên vương Võ Phong, không ngờ ngươi cũng tới đây, thì ta dấn ăn với khả dân bất hủ nha. Giữa bầu trời có đại cao thủ thuộc đụng nhất cảnh khách khí nói, bởi vì Võ Phong từng được bất hủ chỉ điểm, có thể gặp mặt nhân vật vô thượng đó. Đây là một chàng trai thanh niên rất là trẻ, mái tóc bạc xõa dài tới tận eo, vóc người cường tráng, oai hùng xuất chúng, trên trán có một vài hoa văn màu bạc thường bí. Bên ngoài thân thể của hắn nhảy dựng ánh bạc, hình thành nên một cái chùm ánh sáng khiến hắn trở nên thần thánh không gì sánh được, tựa như nhiễm phải khí tức của bất hủ. Đây chính là võ thiên vương. Dị vực vô cùng rộng lớn, sinh linh thì càng là vô số, nhưng hắn lại có thể xếp hạng thứ 4 ở vương tộc đương đại này. Nếu so sánh với những người cùng trang lứa thì có thể gọi là mạnh mẽ tuyệt thế. Được phong là thiên vương và nhận được sự chỉ điểm của bất hủ, xem như là đệ tử ký danh. Đối với một người trẻ tuổi mà nói thì đây chính là vinh quang vô thượng. Đại nhân, Hiện tại e rằng ta vẫn chưa thể đi giết hoang được Ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm nữa Võ Phong nói Hắn rất oai hùng Thân thể lấp đánh ánh bạc Ăn mặc một bộ giáp bạc sáng rực Cả người như là một phần thái dương bạc ống ánh Người này bất luận đi tới đâu Cũng được người người chú ý Siêu phàm nhập thánh Rất nhiều người đều nhìn về phía hắn Dù là người của cửu thiên bên này cũng như vậy Có mấy người cảm thấy hắn quá ngông cuồng Cái gì mà hiện giờ vẫn chưa thể giết hoang được Lẽ nào hắn cảm thấy mình có thể giết được hay sao? Người có chuyện gì vậy? Hay chỉ cổ tổ An Lan Du Đà có truyền pháp chỉ cho sư phụ ta Nói rằng hãy mở ra trong sa mạc này Mà sư phụ đã giao việc này cho ta rồi Võ Thiên Vương nói Sư tôn mà hắn nhắc tới Chính là bức hủ giả Khải Dân Người xung quanh nghe thấy như vậy Không khỏi hít vào hơi khí lạnh Người lĩnh pháp chỉ tới đây hả? Dù là đại nhân vật của dị vực Cũng thay đổi sắc mặt Ngay cả bọn họ cũng không biết Đúng vậy, Võ Thiên Vương gật đầu rồi nói tiếp Dựa theo suy tính thì đã tới giờ rồi Ta muốn thỉnh pháp chỉ Xoẹt một tiếng Tất cả mọi người đều rút lui nhường lối đi cho hắn Hào quang lóe lên Nơi này xuất hiện một tòa tế đàn rất thần bí Và cũng rất cổ xưa Được khắc thành từ một cái xương sọ Đã tồn tại năm tháng xa xưa Hai tay võ phong phát sáng Bên trong chợt xuất hiện một cái tờ pháp chỉ màu vàng Hắn quỳ xuống đầy thành kính Đặt lên trên tế đàn Tiếp đó từ từ lui lại thời khắc này thiên địa rung rẩy một luồng khí tức khó có thể nói rõ lao ra che kín cả bầu trời dù cho là đám người đại trưởng lão mạnh thiên chính tay cầm tiên khí bên trên trời cao cũng phải chấn động lộ ra vẻ nghiêm túc trong miệng lẩm bẩm nói đó là trong đại mạc thế đàn được điêu khắc từ xương sọ chợt phát ra ánh sáng lộng lẫy trong thước khiếu phun ra tinh khí thần bí và tiến vào cái tờ pháp chỉ ấy hào quang của tấm pháp chỉ màu vàng càng thêm chiếu rọi tiếp đó là bốc cháy Đại mạc rung chuyển, bên ngoài đế quang rung rẩy, pháp chỉ màu vàng bốc cháy, từng chữ cổ xuất hiện lao về phía thiên uyên, đồng thời đi kèm là hai loại âm thanh đầy lớn lao, tựa như hai đại nhân vật vô thượng đang chất vấn thiên uyên vậy. Trời ơi, đó là... Hai vị cổ tổ an lang du đạ, đang trao đổi với thiên uyên sao? Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người ngây ngốc, chấn động từ tận đáy lòng. Hai vị cổ tổ của dị vực đang đối thoại với thiên uyên, trên sa mạc xương sọ kia cao tầm ba trượng với màu sắc đen kịch thức hiếu không ngừng phun ra tinh khí hóa thành ngọn lửa thần bí không ngừng đốt cháy tờ pháp chỉ màu vàng khiến cho nó càng ngày càng lấp lánh hơn chờ chút đã xương sọ kia sao lại có một tiêu khí tức tiên đạo vậy bên phía cửu thiên có người hải hùng khí phía xương sọ kia có lai lịch rất là lớn thế nhưng lại bị người khác khắc và chế tạo thành một cái tòa tế đàn nhưng mà điều kỳ lạ nhất chính là khí tức nó như bị ăn mòn lưu chuyển sức mạnh thần bí thức hiếu phun thần hỏa đáng sợ và kinh người. Mọi người biết một khi ngọn lửa này dính phải thì chắc chắn sẽ đốt bản thân thành tro tàn. Bởi vì có thể thấy được hư không gần đó đều bốc cháy, không ngừng rút lấy bí lực đại vũ trụ. Tất cả đều do xương sọ màu đen này tạo nên. Và chính vì vậy nên nhiệt độ của ngọn lửa này cao tới khủng khiếp. Như vậy mới có thể đốt cái tờ giấy màu vàng kim kia được, khiến cho các chữ viết bên trên không ngừng hướng lên vực sâu kia. Ô mã là được Bên trong thiên uyên Từng ký hiệu màu vàng ống xuất hiện Và in hàng nơi đó Âm thanh phát ra vô cùng lớn Tựa như là ba ngàn cổ Phật đang ngâm tụng Lại như là ba ngàn ma tung hô quát Chấn động lòng người vô cùng Quá khủng khiếp Âm thanh này ẩn chứa uy nghiêm vô thượng Như đang trách cứ thiên uyên Như đang trình bày và phân tích một loại nhân quả nào đó với nó Tất cả mọi người đều kinh sợ hai vị cổ tổ An Lan, Du Đà, nghịch thiên tới mức nào mà có thể làm như vậy. Chỉ một tờ pháp chỉ mà có thể thành ra như vậy rồi. Thời khắc này, rất nhiều sinh linh của dị vực không tự chủ mà quỳ xuống là sự thần phục từ tận linh hồn không ngừng khấu bái quỳ lại. Bên phía cửu thiên thập địa, dù cho mọi người không muốn thế nhưng rất nhiều người không cách nào kiềm chế nổi nữa. Hai chân mềm nhũng, linh hồn lạnh rung như muốn quỳ rạp xuống. Đây là một loại uy thế, như là ấu thú nhỏ yếu thấy thú vương là sự kính sợ bẩm sinh không thể không thần phục không có người gào thét tuyệt không chịu cúi đầu không muốn quỳ xuống lúc này hắn phun ra một ngụm tinh huyết giúp bản thân đứng thẳng nơi ấy nhưng mà thân xác đã phản bội cơ thể của bọn họ hai chân dần dần gập xuống mất đi sự khống chế thân thể có nhiều điều huyền bí thân xác ẩn chứa bảo tàng thế nhưng những tiềm lực này những năng lượng không cách nào suy đoán này có lúc sẽ bị giam trong cánh cửa ở thể nội, lại bị ngoại giới kích thích, lúc đó không tự chủ được và sẽ tự làm nên cử động nào đó. Rất rõ ràng, phù văn ẩn chứa bên trên cái tờ pháp chỉ màu vàng này là do hai vị cường giả vô thượng lưu lại. Bọn họ hiểu vô cùng rõ ràng sự huyền bí của thần xác, cho nên lúc cái tờ pháp chỉ vừa ra liền ảnh hưởng tới toàn bộ sinh linh. Bức tranh cổ phần phật theo gió, tiên uy ngập tràn, đại trưởng lão mạnh thiên chính cầm trong tay thập giới đồ lướt ngang trên hư không, Chẳng đứng uy thế của cái tờ pháp chỉ này bảo vệ tất cả mọi người bên cửu thiên thời khắc này mọi người thầm thở ra một hơi dài và lâu đi chút máu nơi khóe miệng rốt cuộc cũng không quỳ xuống nếu không nhục nhã biết chừng nào cùng lúc đó bên phía dị vực xuất hiện một ông lão tay cầm cái túi càng khung hàng vạn tia hào quang lan tỏa bảo vệ phía bọn họ sợ đại trưởng lão đột nhiên gây khó dễ trong nhất thời, toàn bộ sinh linh trở nên lặng yên, nín thở, quan sát thấy đàn xương sọ màu đen cùng với tình huống bên trong thiên nguyên. Từ pháp chỉ màu vàng bị đốt cháy sạch sẽ và chỉ để lại chút tro tàn, mấy ngàn phù văn bay về trời cao và tiến vào trong vực sâu. Đạo âm 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 kích nứt thương vũ. Thì thoảng mọi người nhìn thấy được, tự như có hai bóng người mờ ảo vàng ống xuất hiện điểm chỉ về phía phần cuối vực sâu, phát ra âm thanh vô cùng lớn lao. Hả? Giảng dân quả với thiên nguyên! Dù là đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng phải hoảng sợ, cảm giác được từng cơn hạn ý xâm chiếm, an lang du đà của dị vực quá khủng khiếp. Bọn họ lại có thể làm tới mức này. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thì cũng chỉ có thể thầm than bởi vì hai đại sinh linh này khủng khiếp tới mức nào chứ, cơ bản không phải là tu sĩ của kỷ nguyên này là bắt nguồn từ văn minh cổ sử trước kia. Ở thời kỳ đó, An Lan, Du Đà giao phong với chân tiên, quyết đấu với những người vô địch mạnh mẽ nhất bên trên cửu thiên thập địa này cuối cùng bọn họ đã chiến thắng. Chuyện đó đáng sợ biết dường nào chứ. Đám người An lang Du Đà đã sinh sống vô số năm. Không một ai biết rõ tới tục cùng bọn họ đã xuất hiện ở niên đại nào. Từng quyết đấu qua với vô trung tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương. Tuy rằng có bao nhiêu nguyên nhân đi chăng nữa, chưa chắc thực lực của hai vị tiên vương đã không bằng người ta. Chỉ do viện thủ quá ít mà thôi. Nhưng dù nói cái gì đi nữa thì kết quả vẫn là bại vong người cười cuối cùng chính là đám người an lang du đà của dị vực hiện giờ chính hai đại cao thủ này hiển linh pháp chỉ được người mang tới biểu lộ ra uy thế vô địch thiên uyên sinh ra cảm ứng hơn nữa còn rất kịch liệt một luồng tinh khí màu trắng được nó phun xuống thứ này thánh khiết vô cùng gột rửa thiên uyên cọ sạch càng khung tiếng xoèn xoẹt vang lên dây xích trật tự đỏ đậm xuất hiện tựa như là từng thanh tiên kiếm đang rỉ máu từng làn sương trắng từ trong lao ra ngoài chém thẳng lên trên các ký hiệu màu vàng ống đang bay lên kia trong giây lát tiếng vàng điếc tài tựa như đau kiếm cùng ngân vang thần thiết len keng vô cùng khiếp người âm thanh này làm linh hồn người ta rung động theo như muốn diệt vong vậy chữ cổ màu vàng bị chém tan một mảnh ngao đua ly đức mẫu ca tiếng vàng to lớn ầm ầm như đang rất tức giận nó đại biểu cho sát ý của hai vị cổ tổ muốn bao phủ cả thiên uyên. Tóm lại cũng chỉ là cái tờ pháp chỉ mà thôi chứ không phải là đạo thân. Cũng không phải là thần thức lại càng không phải là chân thân. Uy năng cũng có hạn nên không cách nào ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp của thiên uyên. Xích thần trực tự đỏ đậm dương rộng ao ao tựa như trời xanh đang giáng tội. Từng sợi dây xích đỏ đậm xuyên thủng từng ký hiệu màu vàng ống. Cuối cùng trong tiếng chiếu chiếu là toàn bộ ký hiệu đều bị đánh nát, pháp chỉ biến mất. Đại trưởng lão, âm thanh được phát ra từ bên trên cái tờ pháp chỉ màu vàng kia đang trình bày thứ gì vậy? Thạch Hậu đi tới gần đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính rồi thấp giọng hỏi. Những người đứng gần đại trưởng lão đều lộ ra vẻ nghiêm túc, rất muốn nghe đáp án của cái vấn đề này. Như dự đoán của các ngươi thôi là đang chất vấn, đang quở trách trời cao, đang trình bày và phân tích một nhân quả đó mà. Đại trưởng lão đầy nghiêm túc nói. Sau lưng mọi người chợt hiện ra từng làn khí lạnh, Tự mình suy đoán là một chuyện Nhưng khi được chứng thực thì lại là một chuyện khác Dám chỉ trích thiên uyên Quát tháo chỉ mặt Đây thực sự là bá đạo cùng nghịch thiên cỡ nào chứ Mặc cho cái tờ pháp chỉ màu vàng đó Đã bị tiêu diệt Thế nhưng vẫn có thể đoán được An Lan, Du Đà không hề sợ vượt sâu này Nếu không đời nào dám làm như vậy Đương nhiên chắc chắn có một ít nguyên nhân nữa Chân thân của bọn họ không cách nào tới gần nơi này được Tới cùng là nói cái gì vậy ạ? À? Thạch thảo thỉnh giáo, thực sự là hắn rất muốn biết bên trên cái tờ pháp chỉ vô thượng ấy đã viết nội dung ra sao. Kỳ thực thì người của dị vực cũng đang nhỏ giọng thảo luận, đang thỉnh giáo các lão tổ ở nơi này để hiểu rõ chuyện đã phát sinh. Bởi vì chính bọn họ cũng không hề nhận ra ký hiệu bên trên pháp chỉ. Đó là cổ văn đặc biệt, chỉ có những tồn tại vô thượng mới có thể xem hiểu, vô cùng thần bí. Ta nghe cũng không hiểu nữa, rất khó có thể nhận biết được những cái chữ đó. Chỉ là loáng thoáng hiểu được một vài điều thôi, Đại khai toán ra được một chút ý tư dụng giặc bên trong thôi à. Đại trưởng lão trả lời. Thân xã thủ trong đế quan cũng đi tới, người này thi lễ rồi thỉnh giáo đại trưởng lão nhờ hắn nói rõ. Đại ý chính là nhất định phải tìm được thứ kia, ngoài ra muốn tới tiếp dẫn mấy vị đạo huynh thở về, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải nhập quan. Đại trưởng lão nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đây tuyệt đối là chuyện động trời, mấy người sau khi nghe được lời nói này thì thân thể cứng ngắc tiếp đó là sắc mặt minh bạch tin tức này quá khủng khiếp và khiến bọn họ liên tưởng tới quá nhiều chuyện muốn nhập quan hoàn toàn chính xác là muốn vượt qua thiên uyên và xông qua đế quan muốn tìm thứ kia khả năng sẽ lộ ra đại bí mật thiên cổ việc này hơn phân nữa sẽ dính tới việc vì sao dị vật phải tiến vào cửu thiên cho bằng được muốn giết và tìm cho ra bí mật của giới này đây tuyệt đối là chuyện thiên đại khiến người khác dựng lông lạnh xương Cửu thiên thập địa tới cùng có thứ gì mà hấp dẫn bọn họ dữ vậy? Ngoài ra An Lan, Du Đà từng nói muốn tiếp dẫn mấy vị đạo huynh trở về việc này càng khiến người ta sợ hãi hơn. Đừng nói là mấy vị đại kỵ sĩ dù là bản thân đại trưởng lão cũng tê dại da đầu. Bên phía đế quan của người của dị vực hơn nữa dựa theo lời nói của tờ pháp chỉ đó cái được gọi là đạo huynh kia chắc chắn đồng cấp với An Lan, Du Đà nếu không làm sao có thể sẽ gọi là huynh chứ tin tức này chỉ cần vừa tưởng tượng thôi cũng đã làm người ta lạnh rung cả người thực sự là khủng khiếp tới cực điểm không rét mà rung lạnh lẽo toàn thân đây là cảm thụ trực quan nhất của thạch thạo nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại thì mọi người chợt sinh ra nghi hoặc nếu có sinh linh thuộc cấp độ đó thì có cần phải tiếp dẫn về hay không chỉ cần một người cũng đủ đập bay một vực cứ như vậy trở về thôi tiếp dẫn sao đại trưởng lão lẩm bẩm trong lòng ngập tràn sự nghi hoặc nhưng vào lúc này, ông lão dị vượt cầm cái túi cạn khuôn phía đối diện Chợt bước lên phía trước Hàng vạn tiên quan phóng xuất bảo vệ nơi ấy Tựa như là mặt trời đang chiếu rọi Ta khuyên bọn ngươi sớm vào thứ kia ra đây đi Đây là yêu cầu của hắn Trong giây lát, đám người thạch hạo đều chấn động trong lòng Nhưng vẫn vô cùng ngóng trông Muốn biết từ người này thứ kia là cái thứ gì Giờ của chúng ta thì vì sao lại phải đưa cho các ngươi chứ Đại trưởng lão bình thản nói, thực ra hắn cũng không biết đó là cái thứ gì, thế nhưng lại rất muốn biết rõ, cần phải tìm hiểu từ trong miệng của nhân vật trọng yếu dị vực. Vậy thì chờ tới lúc bị diệt thêm lần nữa, cửu thiên thập địa sẽ bị tàn sát sạch sẽ, lần này sẽ không còn một ngọn cây cộng rễ nào sống sót cả đâu. Ông lão dị vực lạnh lùng nói, một trận chiến tiên cổ, cửu thiên đại bại, đã bị tàn sát qua một lần, toàn bộ kỷ nguyên đó đã bị chung vùi, hoàn toàn bị diệt sạch, hiện tại nguy cơ lại tới nữa. Đó là thứ gì vậy? Thạch thảo nhìn đại trưởng lão rồi giả bộ hỏi, tất nhiên là đang phối hợp để hồng cho đám người gì vực kia trả lời. Đại trưởng lão cũng không hề nói. Lão già kia, ông muốn cái gì hả? Bên phía cửu thiên có chiến tướng nóng nảy nhịn không được mà quát lớn. Làm gan! Ông lão trợn tròn hai con mắt, trong con người bắn ra hai chùm sáng màu bạc chói lóa, chớp mắt xuyên thủng đất trời khiến cho người đó nổ tung ngay tại chỗ, dù muốn ngăn cản cũng không kịp. Đó là chí tôn, tất cả mọi người đều chấn động, cảm nhận được cái luồng hàng ý đầy lạnh lẽo chạy khắp toàn thân, chỉ với một ánh nhìn thôi mà đã giết chết một vị chiến tướng rất mạnh, đây tuyệt đối là chí tôn chân chính. Vào lúc này thì xoẹt một tiếng, thần xạ thủ kéo cung, vu một tiếng, một cái mũi tên bay ra và xuyên thủng và nổ tung liên tiếp bốn tên cường giả dị vực. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng hừ lạnh một tiếng, hai mắt tựa như là hai vầng thái dương hừng hực, đồng dạng cũng tỏa ra một luồng uy thế khiến cho hai chùm sáng màu bạc đang lao tới kia bị tiêu diệt. Vả lại phía đối diện có mấy người nổ tung, đều là những người đứng không xa ông lão đang cầm cái túi càng khôn kia. Người muốn khai chiến! Ánh mắt của ông lão kia đầy lạnh lẽo, sắc mặt lạnh lùng vung mạnh túi càng khôn. Ta mà sợ ngươi sao? Đi gọi thêm mấy người nữa đi. Một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Đại trưởng lão hùng hồn nói trước tu sĩ hai giới với giọng điệu đầy bình tĩnh. Tuy rằng không có khai chiến, thì những cái loại sĩ nhục này cùng với ngữ điệu chẳng thèm điếm xỉa tới, thực sự là đã giúp cho sĩ khí bên cửu thiên tăng lên rất là nhiều. Còn chưa tới thời điểm đó đâu, ngày khác thì đầu của ngươi tất rơi xuống đất thôi. Ông lão của dị vực lạnh lẽo nói, Mạnh Thiên Chính cười lớn rồi nói, <laughs> Là nhỡ bất tử ra tay sao, bởi vì người như ngươi thì còn lâu mới thấy được cảnh này. Tiếp đó thần sắc trở nên lạnh lùng rồi nói. Ta đã đánh giá cao ngươi quá rồi. Căn bản chẳng hề biết cái vật kia là thứ gì. Vậy mà cũng xứng đứng trước mặt của ta yêu cầu giao ra hả? Ngươi! Ông lão của dị vực xấu hổ. Bởi vì hắn cũng không biết thứ kia là cái thứ gì. Vừa nãy cũng chỉ là suy đoán một vài ý vụn vặt từ chút văn tự cổ tổ bên trên pháp chỉ kia mà thôi vì vậy nên mới mở miệng ép hỏi cửu thiên muốn thừa cơ để nắm rõ hãy gọi người nào biết rõ tới nói chuyện với ta đi người không đủ tư cách đâu đại trưởng lão nói ông lão của dị vực bình tĩnh cười lạnh nói ta <laughs> rất rõ người cũng chẳng biết cái gì tiếp đó hắn lướt người về sau cứ như vậy biến mất như chưa từng xuất hiện cùng lúc đó đại trưởng lão cũng chẳng thấy bóng dáng đâu Tất cả mọi người đều biết bọn họ cũng không có rời đi mà chỉ là ẩn vào trong bóng tối, đứng đối lập với nhau. Nếu như cấp số này mà chiến đấu thì ảnh hưởng quá to lớn, tử vong vô tận. Yeah! Lão tổ đã rời đi rồi, chúng ta chém thêm vài cái đầu lâu nữa rồi cũng rời đi thôi. Một vị thống lĩnh của dị vực nói, bên ngoài cơ thể của hắn hiện ra một chùm sáng màu vàng đầy mạnh mẽ và ác liệt. Hắn chính là người đã sai người tìm võ thiên vương võ phong tới đây. Võ Phong, người tiến lên chém lìa đầu lâu của hàng xuống. Người trẻ tuổi màu bạc lên tiếng, anh Tuấn tiêu sái, được mệnh danh là một trong thập đại thiên vương xếp hạng thứ tư, được bất hủ chỉ điểm, pháp được cao thâm, đạo hạnh đáng sợ. Võ Phong tiến về trước, sau đó chỉ thẳng mặt thạch thạo. Chiến trường rất là rộng lớn, đại quân hai giới bởi vì bị pháp chỉ thu hút cho nên đều đã đình chiến tạm thời. Lúc này Võ Phong từ từ tiến tới muốn khơi dậy lại cuộc chiến này. Phía các người đã bị hoang giết lần mười dương, muốn rửa sạch sĩ nhục hả? Ta thấy hôm nay còn phải nhận lấy cuộc đại bại trận đầy nhục nhã hơn nữa đó nha. Có một vài lão quỷ đứng ngồi không yên, nên phải đi tìm một tên nhóc chưa ráo sữa, muốn thay đổi thế cục, ta trông cũng chỉ vô dụng mà thôi. Bên phía cửu thiên, rất nhiều người xì xào bàn tán. Nghĩa khăn! Giỡn luôn, đông địch. Bên phía dị vực, đám người hét lớn đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi bọn họ rất hy vọng sẽ tru diệt được hoang nếu không hắn còn sống một ngày thì sẽ khiến bọn họ cảm thấy uất ức nhưng mà muốn giết hoang thì phải tiến hành trong thế hệ trẻ tuổi như vậy thì mới giúp cho bọn họ xóa tan cảm giác này mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục mà mười vương trong thế hệ trẻ tuổi đã từng đại bại còn không sẽ vĩnh viễn ôm lấy bóng tối của sự thất bại thạch hạo một câu cũng chẳng nói cứ như vậy tiến về trước muốn thử qua cái gọi là thiên vương nói như thế nào thật là làm khó dễ người khác mà kim đà tiền bối nói ta chém bay đầu lâu của ngươi nhưng mà đạo huynh hạt tử minh lại nói ngươi là của hắn một khi gặp lại thì hắn muốn tự tay giết ngươi võ phong mở lời một thân chiến giáp tỏa ánh bạc tự như là chiến y bất hủ được bệnh thành từ nhật nguyệt tinh thần tắm rửa trong ánh bạc vô cùng thần thánh bên phía cửu thiên rất nhiều tu sĩ đều tức giận cho rằng võ phong quá tự phụ cùng với hung hăng thực sự cho rằng mình có thể giết được thạch hạo sao làm khó dễ hả Cơ bản ngươi chưa đủ tuổi đâu Hôm nay chém ngươi rồi Ngày khác giết hạt tử minh cũng được Thạch Thảo nói Hạt huynh có thân phận siêu nhiên là vậy Há là người mà ngươi có thể nhắc thẳng tên Truyền khắp bốn phía Ngươi cũng đáng để tự kêu đó Như vậy đi Ta chơi dài chiêu với ngươi Nếu như ngươi không mạnh như trong tưởng tượng Thì ta đánh đắc tội với sự tổn thức của hạt huynh Thầy huynh ấy giặt xuống đầu lâu của ngươi vậy Võ Phong lên tiếng rồi áp sát về trước giọng điệu cũng mạnh thiệt ha chút nữa đừng có trốn nha bên phía cửu thiên rất nhiều thiên tài trẻ tuổi hét lớn mỗi một người đều cầu mong thạch hạo sẽ đại thắng thạch hạo cũng đã chuyển động long hành hổ bộ tiến thẳng về trước dáng đi thả lỏng và bình tĩnh không hề để ý đây là cuộc quyết chiến gì cả giết khi tới gần thạch hạo hét lớn một tiếng chém võ phong cũng trống lớn tay phải tỏa trắng bạc tạo thành thiên đao ứng bổ về phía thạch hạo trong nháy mắt một luồng ánh đao trắng như tuyết dài hơn vạn trượng lao tới mà thạch hạo lại nắm chặt quyền ứng cứng rắn đỡ lấy ánh đao này hai người rất là thẳng thắn vừa tới là vận dụng ngay bí pháp mạnh mẽ cô động chục vạn chiêu vào thành một thức. ai cũng muốn giải quyết đối thủ một cách nhanh chóng một quyền của thạch hạo nổ ra đạo khí mênh mông va chạm với trưởng đao đang tiến tới của võ phong khí tức khủng khiếp khiến hư không xung quanh nổ tung, không ngừng diệt vong. Võ phong lại hét lớn, khống chế toàn lực, tay nắm đao ứng càng thêm ống ánh hơn. Hắn đang vận chuyển một loại tổ thuật rất đáng sợ, đẩy đao ứng về hướng cực hạn. Là bất khổ thiên đạo quyết! Rất nhiều người của dị vực phấn chấn. Đây chính là một bộ đao quyết vô cùng đáng sợ, nhất định phải nắm giữ một loại tổ thuật thần bí thì mới có thể vận dụng được. Hai bên dung hợp thì được mệnh danh là Đại Pháp Vô Địch là do bất hủ giả truyền xuống khải dừng bất hủ tự mình truyền thụ ánh đau cả vạn bóng cuồn cuộn lao tới nhấn chìm cả thiên địa ánh bạc hừng hực tựa như muốn chém bay trời cao đối mặt với một đoàn như thế này thạch hạo vẫn là nắm quyền ấn về trước nhưng từ lâu đã âm thầm vận chuyển bất diệt kinh chống đỡ trực diện thiên đao bất hủ này liên tiếp ba quyền của thạch hạo đều nền thẳng lên trên thiên đao chống đỡ đầy cứng rắn đánh lên cái bàn tay hóa đau ứng của đối phương. Một lát sau, hai bên tách nhau ra. Thạch Hạo thông dong đứng đó, chẳng hề có chút biểu lộ gì. Võ Phong thì với vẻ mặt nghiêm túc quay đầu lại quan sát, rất khó để kìm nén được vẻ khiếp sợ trong lòng. Lúc này chỉ có một ít nhân vật cấp bậc lão làng thì mới nhìn ra được vấn đề. Những người khác không hề hay biết kết quả của trận chiến này, cho rằng vẫn còn chưa phân thắng bại. <laughs> Phương xa truyền tới tiếng càng lệnh, càng lệnh ốc biển của bất hủ dị vực vang vọng ra lệnh cho bọn họ thu quân. Rất rõ ràng, chuyện tình phát sinh hôm nay không hề bình thường, pháp chỉ xuất hiện thế nhưng không thể uy hiếp được thiên uyên. Hiện tại dị vực triệt binh, nhưng ngày sau khả năng sẽ có những động tác cực lớn. Lui! Có người mệnh lệnh, đồng thời ông lão cầm túi càng khung trong tay xuất hiện, hắn đi sau cùng để phòng ngừa sự truy kích của tu sĩ cửu thiên mà đại trưởng lão cũng đã hiện thân để đứng đối diện với hắn, phòng ngừa hắn dùng tiên khí đại khai sát giới. Hoang, lần này tha cho ngươi một mạng đó, lần sau khi gặp lại thì võ phong thiên dương nhất định sẽ chém ngươi thôi. Thế hệ trẻ tuổi của dị vực vô cùng không cam lòng. <laughs> Các người cứ hỏi hắn đi, hắn đủ tuổi không? Thạch thạo hờ hững đáp. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía trước. Nhưng mà võ phong chẳng hề quay đầu mà theo chân đại quân rút lui cho tới khi đi rất xa tới phía cuối đường chân trời của đại mạc thì võ phong chợt ho ra đầy máu đồng thời tay phải của hắn bắt đầu vang lên lùng đùng tiếp đó là rắc một tiếng toàn bộ cánh tay phải rạn nứt thiếu chút nữa đã nổ tung hả chuyện gì đã xảy ra vậy thế hệ trẻ tuổi của dị vực kinh hãi võ thiên vương nọ ngươi làm sao vậy có người hỏi dò võ phong lại ói ra ngậm máu lúc này mới nói <laughs> người này thế hệ trẻ tuổi không thể địch lại đâu không có mấy người là đối thủ của hắn đâu nếu không phải là tử minh huynh ra tay thì không ai có thể cả nếu không muốn rửa đi sự sỉ nhục muốn lấy người cùng thế hệ để tiêu diệt hắn vậy thì chỉ có thể mời gia tộc an lan du đà mà thôi hết tập ba trăm mười chín cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lách